để chúc mừng thay họ hồ vốn và hợp tác. Là người phát ngôn gần nhất của tất cả quý vị cũng như ban tổ chức chúng tôi và cũng là nhân vật hạnh phúc nhất để chúng tôi những người làm chương trình xin được thân hoan giới thiệu đến quý vị đôi gương đẹp nhất, rạng ngời nhất chúng ta trong buổi tiệc cưới hôm nay. Xin mời anh Hải Nam và chị Bùi Tiên đi ra để ra mắt toàn thể quý vị. Xin mời ạ. Và phép lên mặt cho ban giám đốc của một người bộ nhân viên của tập đoàn Galaxy xin được kính chúc cho chị lời chúc mừng trăm năm hạnh phúc. Bây giờ xin mời quý vị hướng mắt về sân khấu hậu trường để đón mừng đôi trăm lan và tất nhiên nhân. Xin mời dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho đôi bạn trẻ. Đó.